phẩm giải pháp cho công trình xây dựng và công nghiệp, Sika Việt Nam tiên phong trong lĩnh vực hóa chất xây dựng, ứng dụng vào các công trình giao thông, công nghiệp và xây dựng dân dụng, trực thuộc tập đoàn Sika AG Thụy Sĩ và luôn bám sát chiến lược của tập đoàn, tăng giá trị, giảm tác động. Sika Việt Nam đầu tư vào công nghệ, phòng thí nghiệm và dịch vụ kỹ thuật, tạo ra các giải pháp và sản phẩm cho thi công chống thấm, giúp nâng cao khả năng chống chịu xâm thực, duy trì tính bền vững của công trình. Chất kết dính xây dựng giúp tăng khả năng liên kết, đảm bảo tính ổn định của các tầng kết cấu dưới các tác động của môi trường. Giải pháp phụ gia cho bê tông góp phần tạo cấp phối đẹp, đạt hiệu quả kinh tế cao, tối ưu năng suất làm việc và giảm tác hại tới môi trường. Những sản phẩm Sika là những sản phẩm mang tính chất kỹ thuật. Mỗi một loại sản phẩm sẽ có những cái tính năng riêng, công dụng riêng và phương pháp thi công cũng khác nhau. Vì vậy, để đảm bảo lợi ích mang lại cho khách hàng một cách tốt nhất, Sika Việt Nam điều hành hoạt động với nền tảng chất lượng sản phẩm, gần gũi với khách hàng, cải tiến kỹ thuật, công nghệ và có trách nhiệm phát triển bền vững đối với môi trường. Đơn vị còn là nhà tư vấn trong công nghiệp tàu thuyền, ô tô, sàn, mái và trám khe, xây dựng hoàn thiện. Để giúp bà con chủ động chăm sóc vườn rau sạch an toàn tại gia, Batrivina mang đến các giải pháp nông nghiệp công nghệ cao như trồng rau sạch bằng trụ khí canh, thùng trồng rau thủy canh tĩnh, dàn hồi lưu thiết kế theo yêu cầu và các phương pháp trồng rau trên đất nhằm tạo ra nguồn nông sản sạch, an toàn, hiệu quả và kinh tế nhất. Ngoài ra, doanh nghiệp còn cung cấp các sản phẩm vật tư nông nghiệp thông minh, hữu cơ và thân thiện với môi trường khác như vật tư trồng dưa lưới, vật liệu trồng cây từ sơ dừa, nổi bật là viên nén ươm hạt thay thế bầu ươm ni lông đen truyền thống. Đặc biệt còn có bầu nhựa thông minh dưỡng cây cảnh, cây công trình và bầu nhựa chiết cành độc đáo. Các sản phẩm trồng rau của Batrivina có thể phục vụ cho cả phương pháp thủy canh tĩnh, hồi lưu, đặc biệt trụ khí canh với thiết kế dạng trụ thẳng đứng, giúp rau hấp thụ dinh dưỡng từ các giọt nước nhỏ trong môi trường thoáng khí và giàu oxy. Đây là một trong những sản phẩm giúp tối ưu diện tích trồng, tiết kiệm điện, nước, dinh dưỡng đến 90% và giúp tăng năng suất, qua đó thực hiện sứ mệnh cung cấp vật tư nông nghiệp và chuyển giao quy trình trồng rau sạch với chính sách hỗ trợ khách hàng trọn đời của doanh nghiệp. Hiện tại công ty Batrivina có các cái sản phẩm với ba cái đặc điểm rất là khác biệt. Thứ nhất là các cái sản phẩm được cung cấp và phân phối bởi công ty Batrivina với thương hiệu là đã được 5 năm trên thị trường và giúp cho rất nhiều khách hàng trồng rau sạch và làm nông nghiệp hiệu quả.